Bạn nhìn thấy ai đó có được một làn da đẹp mịn màng mà bạn hàng ao ước khi sử dụng mặt nạ nhau thai cừu. Bạn cũng không biết là mặt nạ nhau thai cừu có tác dụng như thế nào mà khiến da của họ đẹp được như vậy. Mặt nạ nhau thai có những công dụng đặc biệt mà bạn không thể ngờ tới. Sản phẩm được hàng triệu chị em tin dùng mỗi tuần. Những công dụng đó chỉ có bạn trải nghiệm mới thấy được nó đáng giá như thế nào. Trong video này, shop mình sẽ cho bạn thấy được những tác dụng tuyệt vời từ mặt nạ nhau thai cừu. Mặt nạ nhau thai cừu được nhiều chị em tin dùng qua nhiều năm như vậy chính là nhờ những công dụng khác biệt mà có thể những loại dưỡng da khác không có. Mặt nạ này chứa những thành phần quý giá từ nhau thai cừu, mang lại một loạt các lợi ích tuyệt vời cho làn da của bạn. Chính điều này cũng giúp cho công việc và cuộc sống của bạn trở nên hạnh phúc và thành công hơn. Cuộc sống ngày càng khó khăn và áp lực khiến cho không chỉ tinh thần của bạn cảm thấy mệt mỏi, mà da của bạn cũng vì thế mà mệt mỏi và nhanh lão hóa theo. Theo nhiều bạn chia sẻ, vào mỗi tối khi chỉ còn mình đối mặt với mình thì mặt nạ nhau thai cừu như là một người bạn đồng hành sau những mệt mỏi ban ngày, khi đắp mặt nạ lên là một cảm giác khó tả, dễ chịu và thư giãn bao trùm lên cả gương mặt. Khoảnh khắc này giúp bạn quên đi những áp lực công việc ban ngày, da của bạn được dưỡng ẩm, tái tạo và cảm thấy mềm mại hơn. Mỗi lần đắp mặt nạ xong là cảm thấy thích thú và yêu hơn, thấy da đẹp hơn, mệt mỏi cũng tan biến dần. Càng ngày khi thấy mình càng đẹp hơn, bạn sẽ yêu đời và tự tin hơn trong cuộc sống và công việc. Nhiều người quanh bạn tự nhiên thấy bạn thay đổi tích cực, họ cùng mến bạn và thân thiện với bạn hơn. mỗi lần bạn đắp mặt nạ là làn da của bạn được dưỡng ẩm sâu và tái tạo từ bên trong ra ngoài bạn sẽ cảm nhận được làn da mềm mại và sáng hơn ngay sau khi sử dụng vì thế hãy cho làn da của bạn những điều tốt nhất với mặt nạ nhau thai cừu nói đến công dụng của mặt nạ nhau thai cừu thì shop mình bán mặt nạ nhau thai cừu rất nhiều khách hàng dùng và khen lắm bên shop mình có một chị khách hàng thân thiết khi mua sản phẩm đã chia sẻ với shop mình rằng từ khi bắt đầu thêm mặt nạ nhau thai cừu này vào quy trình chăm sóc da hàng ngày của mình làn da đã trở nên mềm mại hơn đàn hồi tốt hơn và rạng rỡ hơn thậm chí mình cảm nhận thấy những nếp nhăn nhỏ trên da cũng giảm đi đáng kể mấy chị đồng nghiệp khen và hỏi bí quyết quá trình đó là lý do tại sao mà mặt nạ nhau thai cừu luôn là một lựa chọn tuyệt vời cho việc chăm sóc da hàng ngày và hãy sử dụng mặt nạ nhau thai cừu một cách đúng mực và kết hợp với chế độ chăm sóc da hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất cho làn da của bạn nhiều chị em đang đối mặt với tình trạng da bị mụn luôn tự thắc mắc rằng liệu có sử dụng mặt nạ nhau thai cừu cho da mụn được không thì câu trả lời là việc sử dụng mặt nạ nhau thai cừu đối với da mụn thực sự còn phải phụ thuộc vào tình trạng da và cơ địa của mỗi người. Nếu da bạn không quá nhạy cảm và không có dấu hiệu kích ứng khi sử dụng, bạn có thể áp dụng mặt nạ nhau thai cừu 1 đến 2 lần mỗi tuần để giúp cải thiện tình trạng da mụn. Thông thường thì với da mụn, bạn nên xử lý mụn trước hoặc song song với quá trình trị chỉ mụn và kết hợp với đắp mặt nạ nhau thai để có kết quả tốt hơn. Da mụn sẽ khiến bạn mất tự tin nhiều lắm, nên bạn cần tìm hiểu sử dụng đúng loại mỹ phẩm phù hợp với loại da mụn của bạn. Vì không phải loại nào trị mụn cũng đúng với mọi loại mụn trên da. Sau một thời gian đắp mặt nạ nhau thai, nếu da bạn cảm thấy kích ứng hoặc mụn trở nên trầm trọng hơn sau khi sử dụng, hãy ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia da liễu. Việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đầu tư cho vẻ ngoài của bản thân là điều vô cùng quan trọng. Tại shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Bên mình cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất, giúp bạn tỏa sáng và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên. Đầu tư vào sắc đẹp không chỉ là việc chăm sóc bên ngoài, mà còn là cách để tự tin thể hiện bản thân. Đừng ngần ngại chi tiêu cho nhan sắc của bạn. Bởi đây chính là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Đừng quên, sự tự tin và dáng rỡ bắt đầu từ việc bạn chọn lựa sản phẩm chính hãng. Hãy để Shop giúp bạn trẻ đẹp đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp này.